Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay. MU vượt Bayern vụ Jonathan Tah. Ten Hag xác nhận 3 sự trở lại cho MU. Ten Hag chính thức nói về tương lai của Sancho tại MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU vượt mặt Bayern vụ Jonathan Tah. Theo KaiSpot, MU bất ngờ tham gia cuộc đua giành chữ ký ngôi sao người Đức Jonathan Tah của Bayern Leverkusen. Cầu thủ này đang nằm trong tầm ngắm của Bayern Munich. Đây là phương án B của Quỷ Đỏ trong trường hợp không thể chiêu mộ Matic Denik. Đáng chú ý, bản thân Bayern Munich cũng muốn đẩy Denik ra đi để dọn chỗ cho Jonathan Tah. Tuy nhiên, MU và Bayern Munich đang không đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng. Bayern Munich đòi 50 triệu euro trong thương vụ này, trong khi MU dự kiến trả 40 đến 45 triệu euro. Do đó, đội bóng Anh đang tính đổi hướng sang thương vụ Jonathan Tah của Leverkusen. Ten Hag xác nhận 3 sự trở lại cho MU. Manchester United đã khởi động giai đoạn tiền mùa giải của họ bằng một trận thua 0-1 trước Rosenborg. Quỷ Đỏ ra sân ở Na Uy chỉ với 6 cầu thủ Aaron Wan-Bissaka, Jonny Evans, Casemiro, Mason Mount, Hannibal Mejbri và Marcus Rashford có kinh nghiệm đáng kể ở đội 1. Erik ten Hag hầu như dùng các cầu thủ trẻ tại Na Uy. Sau thất bại, nhà cầm quân người Hà Lan xác nhận Scott McTominay, Ramos Hojlund và Christian Eriksen sẽ tham gia chuyến du đấu ở Hoa Kỳ. Ông nói: "Đội bóng hôm nay sẽ không có nhiều cầu thủ thuộc đội 1 khi mọi người trở lại và bắt đầu vào thứ Tư. Với sự trở lại của Scott McTominay thì tuần tới Ramos Hojlund và Christian Eriksen sẽ tái xuất, sau đó họ sẽ tham gia chuyến du đấu. Các cầu thủ sẽ trở lại, sau đó tất cả mọi người sẽ ở Hoa Kỳ, vì vậy thật bực bội. Tất nhiên bạn hy vọng sẽ làm được tuần tự để đón các cầu thủ về lại đội hình. Tất nhiên là rất khó khăn, phức tạp nhưng không sao cả, bạn phải thể hiện, bạn phải tự rèn luyện để chuẩn bị cho mùa giải." Ten Hag chính thức nói về tương lai của Jadon Sancho tại MU. Trước thềm mùa giải mới, Jadon Sancho trở lại tập luyện cùng MU. Điều này khiến cho giới truyền thông đồn đoán về việc anh và Erik ten Hag đã không còn mâu thuẫn với nhau. Cả hai xuất hiện mâu thuẫn lớn ở mùa trước, để rồi tiền vệ người Anh bị loại khỏi đội 1 MU và rồi bị đem cho Dortmund mượn ở giai đoạn lượt về. Huấn luyện viên Erik ten Hag khi ấy rõ ràng quan điểm Sancho chỉ được phép trở lại đội 1 nếu chịu xin lỗi. Erik ten Hag mới đây đã lên tiếng về việc tha thứ cho cậu học trò. Ông cho biết: "Chúng tôi đã vạch ra những giới hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau, chắc chắn rồi. MU cần những cầu thủ giỏi để hướng tới những tham vọng của mình và Sancho là một cầu thủ như vậy." Với việc được Erik ten Hag tha thứ, tương lai của Jadon Sancho tại MU vẫn có cơ hội cứu vãn. Bản thân tiền vệ sinh năm 2000 cũng đang rất quyết tâm để chứng tỏ giá trị của bản thân mình tại Old Trafford mùa tới. Song Mason Greenwood rời Man United. Mới nhất, ký giả David Otin cho hay Marseille đã đạt được thỏa thuận với Mason Greenwood để chiêu mộ tiền đạo này từ Manchester United. Vẫn cần hoàn tất những thủ tục, tiền đạo 22 tuổi phải di chuyển tới Pháp, kiểm tra y tế và ký kết giấy tờ. Nhưng sự tiến triển lớn sau thỏa thuận giữa Man United và Marseille đã xảy ra vào tuần trước. Theo ký giả Fabrizio Romano cũng xác nhận điều tương tự. Theo đó, chỉ còn những chi tiết cuối cùng trước khi Mason Greenwood chính thức trở thành người của Marseille. Theo đó, The Athletic thông tin rằng Marseille và Manchester United đã đạt được thỏa thuận về việc ký hợp đồng với Mason Greenwood, mức giá 31,6 triệu euro, trong đó bao gồm 27,6 triệu euro cố định kèm theo 4 triệu euro phụ phí. Cùng với đó là việc Man United nhận về 50% số tiền bán Mason Greenwood trong tương lai. Mason Greenwood chắc chắn sẽ sớm chia tay Man United trong hè năm nay. Man United không có bất kỳ kế hoạch nào giữ chân tài năng trẻ người Anh trước sức ép từ dư luận. Fulham vẫn theo đuổi Scott McTominay. Hồi đầu tháng trước, Fulham từng được đồn đoán muốn chiêu mộ Scott McTominay để làm phương án thay thế cho João Palhinha ở thời điểm cầu thủ người Bồ Đào Nha đang được Bayern Munich theo đuổi gắt gao. Dù vậy, thương vụ trên phần nào bị đóng băng khi Hồng Xám gặp khó trong việc thuyết phục Fulham nhà người. Nhưng sau khi đội chủ sân Allianz Arena quyết tâm chi đậm để chiêu mộ bằng được Palhinha, Fulham giờ đây đã tái khởi động quá trình đàm phán nhằm sở hữu chữ ký của Scott McTominay trong thời gian tới. McTominay vừa trải qua mùa giải tương đối ấn tượng tại Man United trên phương diện cá nhân. Cầu thủ người Scotland dù không phải nhân tố thường xuyên được đá chính nhưng vẫn ghi tới 7 bàn thắng tại ngoại hạng Anh sau 32 trận. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, tiền vệ 27 tuổi nhiều khả năng vẫn bị Quỷ Đỏ tìm cách bán đi ở phiên chợ hè này. Bởi đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe không đánh giá cao năng lực của ngôi sao sinh năm 1996. Ra mắt đội 1 Man United vào năm 2017 sau 15 năm ăn tập tại lò đào tạo Carrington, nhưng chưa bao giờ McTominay được giới mộ điệu đánh giá đủ đẳng cấp để khoác áo đội bóng lớn như Quỷ Đỏ. Theo nhiều báo cáo, bất kỳ đối tác nào chấp nhận chi ra con số khoảng 30 triệu bảng, ban lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford sẽ gật đầu bán cầu thủ người Scotland. Fulham không chỉ coi Scott McTominay là phương án thay thế trực tiếp cho Palhinha mà còn có thể thi đấu ở nhiều vị trí nơi tuyến tiền vệ. Giữ sạch lưới 468 phút, một danh hiệu, MU sắp đón chiến binh phòng ngự trở lại. Cầu thủ 26 tuổi vừa trải qua mùa giải 2023-2024 đầy khó khăn cùng Quỷ Đỏ. Anh phải ngồi ngoài vì 3 chấn thương khác nhau, chỉ ra sân 14 lần trên mọi đấu trường. Sự vắng mặt của Lisandro Martinez cùng một số cầu thủ phòng ngự khác là nguyên nhân chính khiến đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag gặp khó khăn lớn, chơi chật vật và về đích thứ 8 ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Martinez đã quay trở lại ở giai đoạn cuối mùa và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng ở trận chung kết FA Cup trước Manchester City. Anh tiếp tục tỏa sáng cho Argentina ở mùa hè này, anh đá chính 5 trong 6 trận của họ tại Copa America 2024. Ngôi sao của Quỷ Đỏ không để thủng lưới bàn nào trong suốt 468 phút có mặt trên sân. Anh ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong trận tứ kết với Ecuador. Cuối cùng, bàn thắng đó đã cho thấy tầm quan trọng khi Ecuador đưa trận đấu đến loạt penalty may rủi với bàn gỡ hòa ở phút bù giờ. Ngoài bàn thắng duy nhất của mình, Martinez còn có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92% tại giải đấu. Anh thực hiện trung bình 2,6 lần pha phá bóng mỗi trận cùng với 2,2 lần thu hồi bóng và 1,2 lần tắc bóng. Lisandro Martinez đã gặp một chút vấn đề ở chân trái trong trận chung kết sau khi tiền đạo Jihon Córdoba của Colombia đã phạm lỗi với anh, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu trong suốt 120 phút, góp công lớn giúp đội nhà vô địch Copa America. Sự nghiệp của Lisandro Martinez đã có những bước tiến nhanh chóng trong vài năm qua. Anh ra mắt đội tuyển năm 2019 nhưng đến năm 2021 mới có lần xuất hiện tiếp theo và trở thành trụ cột của đội vào năm sau. Thăng tiến một cách mạnh mẽ đến trận chung kết World Cup và lên ngôi vô địch thế giới, anh giành 2 danh hiệu với MU và bổ sung thêm một chiếc cúp cao quý vào bộ sưu tập của mình. Cựu ngôi sao của Ajax đã không may mắn với những lo ngại về chấn thương trong sự nghiệp ngắn ngủi của anh ở Man United, nhưng anh đã cố gắng bình phục và thể hiện ấn tượng trong giải đấu ở Hoa Kỳ. Đó là một tin tốt cho Quỷ Đỏ trong thời gian tới. Ngôi sao được định giá 38 triệu bảng có rất nhiều điều để chứng minh, mặc dù đã trở thành một cầu thủ được người hâm mộ yêu thích và mùa giải tới có thể là một mùa giải lớn đối với anh. Martinez hiện đang trong kỳ nghỉ sau gần 1 tháng thi đấu quốc tế, nhưng anh có thể trở lại tập luyện vào đầu tháng tới. Martinez sẽ muốn có mặt trong đội hình xuất phát trong trận Community Shield gặp Manchester City, dự kiến sẽ diễn ra trên sân Wembley vào ngày 10 tháng 8. Một danh hiệu lớn để bắt đầu mùa giải mới sẽ là lời tuyên bố không thể mạnh mẽ hơn với sự trở lại của Martinez. Đại gia Ả Rập gửi MU đề nghị cực khủng. Casemiro đang có một giải thứ 2 đáng quên tại Manchester United. Phong độ tụt dốc của anh là nguyên nhân khiến MU luôn gặp khó khăn trong việc giữ sạch lưới và chỉ đứng thứ 8 tại Ngoại hạng Anh. Các hạn chế do đòn công bằng tài chính và quy tắc bền vững và lợi nhuận của Ngoại hạng Anh sẽ khiến Manchester United dè dặt hơn trong việc chi tiêu. Trước mắt họ cần đẩy đi những người thừa để làm chủ quỹ lương. Rafael Varane và Anthony Martial sắp giúp Quỷ Đỏ giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, Tom Heaton và Jonny Evans cũng sắp đáo hạn hợp đồng. Sau những biến cố gần đây, Casemiro không còn nằm trong kế hoạch của Sir Jim Ratcliffe. Theo website, ANAT đã tổ chức các cuộc thảo luận với người đại diện của Casemiro về một thương vụ chuyển nhượng trong mùa hè tới. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng ANAT đã sẵn sàng ký hợp đồng 3 năm và đang chuẩn bị gửi cho Manchester United đề nghị ban đầu trị giá khoảng 34 triệu bảng. Đây sẽ là mức phí chuyển nhượng lớn nhất mà Manchester United từng nhận được từ việc bán một tiền vệ. 5 cái tên đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch đại tu của MU. Đội chủ sân Old Trafford đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng, dù họ mới giành được danh hiệu FA Cup sau khi đánh bại Manchester City. Với việc chỉ cán đích Ngoại hạng Anh với vị trí thứ 8, đồng thời bị loại sớm từ vòng bảng C1, họ sẽ cần một cuộc đại tu đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội bóng này vẫn cần xây dựng dựa trên 5 trụ cột sau đây. Đầu tiên, Andre Onana, nửa đầu mùa giải bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro của Quỷ Đỏ từ Inter Milan liên tiếp mắc sai lầm không thể tha thứ ở cả Ngoại hạng Anh lẫn đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, kể từ khi bước sang năm mới năm 2024, thủ môn từng đưa Inter tới trận chung kết C1 mùa trước đã chơi rất hay. Dù vẫn còn một vài điều cần cải thiện, nhưng tiệm chung lại thì anh sẽ là chốt trận đáng tin cậy của Man United trong nhiều năm tới. 2. Lisandro Martinez. Có thể coi đây là bản hợp đồng thành công nhất mà Ten Hag mang về cho Quỷ Đỏ. Nhà vô địch World Cup năm 2022 được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa trước. Thậm chí mới đây, huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City đã ca ngợi ngôi sao của Argentina là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá thế giới. Đây có thể coi là một lời khen xã giao, nhưng khả năng của Martinez là có thật. Nó được thừa nhận rộng rãi trên toàn bộ các chuyên gia nước Anh. MU cần phải xây dựng lại hàng thủ của mình thì mới mong cạnh tranh các danh hiệu trong mùa giải tới, nhưng trung tâm vẫn sẽ là Lisandro Martinez. 3. Bruno Fernandes. Đội trưởng của Man United đã có một mùa giải thành công về mặt cá nhân. Sau tổng cộng 48 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh đóng góp 15 bàn thắng cùng 13 đường kiến tạo. Không chỉ vậy, anh còn sở hữu thông số đáng ngưỡng mộ là 3,3 đường chuyền quan trọng mỗi trận ở Ngoại hạng Anh. Dù đã 30 tuổi, nhưng Bruno Fernandes vẫn có thể đóng vai trò trụ cột ở Old Trafford trong nhiều năm nữa. 4. Kobbie Mainoo. Không nghi ngờ gì nữa, Kobbie Mainoo chính là phát hiện của mùa giải 2023-2024, không chỉ với Manchester United mà còn cả với đội tuyển Anh. Chững chạc và chắc chắn ở vị trí tiền vệ phòng ngự, xuất sắc khi tham gia tấn công, có thể nói tương lai của cầu thủ 19 tuổi này là vô cùng sáng sủa. Với Kobbie Mainoo, Quỷ Đỏ đang có một số 6 toàn diện cho cả thập kỷ tới. Alejandro Ganacho. Thêm một ngôi sao trẻ nữa mà Manchester United cần phải xây dựng đội hình xung quanh anh, đó chính là Ganacho, người đã có bước đột phá trong mùa giải vừa qua. Anh kết thúc chiến dịch mùa giải này với 7 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, thực hiện trung bình 1,3 đường chuyền quyết định và 2,8 lần dứt bóng thành công ở mỗi trận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!